xin chào tất cả các bạn thân yêu. Sau khi mà ba thằng non tay, ba đứa con gái bước xuống thường đi câu thì về được 12 kg cá. Thì bây giờ anh Bảy ảnh mới rủ là kiếm cái chỗ nào đó tụi mình nấu lẩu ăn chơi cho vui. Tại vì hồi sáng giờ thì đi câu cũng cực khổ dữ lắm rồi, mà chỉ có ăn một ổ bánh mì ở trong bụng thôi. Còn mình thì ăn hết nửa cái chả. Mình mới quyết định là gọi cho anh Tân và nói với anh Tân là mình sẽ vô nhà anh Tân để nấu lẩu cá ba sa. Mời các bạn cùng đi vô nhà anh Tân nấu lẩu và thưởng thức cái món lẩu này, thử coi có ngon hay không nha. Đây là nhà của anh Tân. Thì anh Tân đi làm chưa có về. Anh Tân thì anh ở nhà có một mình hà. Chưa vợ chưa con, nhưng mà không có bạn gái, không biết có bê đê không thì mình không biết nha. Ảnh ở con mình hả? Hả? Thì bây giờ bữa nay mình đem mấy anh này đi câu về á, đi câu về rồi mua rau mua bún, mình mua rau mua bún giờ về mần cá chuẩn bị nấu lẩu ở trong nhà anh Tân. Rồi lát nữa mấy anh câu hồi nãy xuống ăn lẩu. Nhà của anh Tân đây. Ủa cái bếp đây, đây cái bếp đây. 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 Cá nãy giờ đi về được một thao bự luôn. Chưa tính hai con cá nằm ngoài kia nữa. Đó. Trải ra chưa? Bây giờ mình tụi mình chuẩn bị mần cá. Giờ Dung đặt dao, còn mình thì mình bắt cái nồi nước này lên chuẩn bị để nấu lẩu, nước lẩu trước đi. Ủa sao kỹ ta? Rồi, hay quá, tưởng đâu không được. Mình nấu cái nồi nước lèo tước, rồi sau đó thì cá lát nữa mình xúm qua mình lần cho mau. Trong lúc mà cái chờ cái nồi nước lẩu nó sôi, thì bây giờ mình gọt mướp. Mướp này á mình hái từ ở vàng bầu ở bên trước. Ủa vàng mướp ở bên trước á. Không tin đi lên đây coi nè, đi. Đây, ở trước cửa có một cái vàng mướp đã thấy ghê luôn á. Mình thấy mình cũng thích nữa. Thì ở đây có mấy cái mướp nè. Mình hái luôn. Hái để tên cái đây nè. Hái vô nấu cho nước nó ngọt. Đó, hai cái nữa là ba cái. Tại vì vợ chiều á, vợ chiều nên mình không có mua thịt heo, không có mua xương heo chứ. Có xương heo á thì nước nó ngọt, nhưng mà vợ chiều mình sợ xương thịt heo nó không có ngon. Tại vì heo hồi sáng để lại còn á, mình sợ không ngon cho nên mình không có mua. Rồi mình về mình hái mướp nè, mình để vô nước nó cũng ngọt như thường. Mình bắt cái nồi này lên, mình mới vừa bỏ cục me vô, chờ me nó tan ra bắt đầu mình lấy mình lượt để mình nấu nước lẩu. Còn cái nồi bên đây là nồi nước sôi để mình mần cá. Coi chừng cá nó sống, coi chừng nó nhảy nha chị. Ồ chết à, nó mới vừa chết tới thì hả, nãy giờ không có lâu. Chừng chín cá hết đó nha, mấy cá còn nằm dưới chừng chín. Bỏ nó cạnh vô với hồi chín cá. Giờ mình lấy cái nước hến để mình nấu lẩu á, cho nên mình phải nạo này ngon nha. Cái hến này ngon à, mình không nên mua tới hến chín quá, tại mua tới hến chín quá ha, nó ngọt với lại nó có thể nó bị hơi ê. Mình mua trái khóm vừa vừa hơi hơi vậy nè là được rồi.
khi mình nạo tới khóm xong bây giờ mình chuẩn bị lượt tới khóm, mình lượt mình lấy cái nước. Cái này là bịch, cái bịch nó lẩu nè. Rồi dán chủ nhà thì mọc đuôi tôm nha, sau đó là có thật. Giờ mình lượt cái nước khóm, bỏ vô mình lượt luôn, tranh thủ làm miết để mồi tối. Mình nước cắt ra nãy giờ mình dầm nè, mình bỏ vô đây. Ai ta không biết nữa, nghe tiếng thôi chứ không biết ai luôn. Mình lấy cái nước chua làm 2-3 lần vậy đi cho nó ra hết nước chua luôn. Mình để khóm rồi để me vô, rồi bây giờ mình sẽ để cái bịch lẩu này vô. Mà sáng giờ đi ngoài ghe ăn bánh mì nhưng mà cũng thấy no, tại vì có cá cho nên no, chứ gặp không có cá là buồn là hết no luôn rồi. Đây, bây giờ mình nêm nếm nha, mình để đường nè. Rồi. Tại vì me nó chua cho nên mình để đường với lại muối. Đây là xả ở ngoài vườn mới vừa hái vô cho nên còn bụi bặm không nè, không phải bụi bặm mà là lá già của nó, mình nhổ đại ở ngoài vườn luôn nè. Cái gì cũng có hết, bưởi cam ở ngoài vườn nhóc luôn kìa, mình thấy kìa. Xả này mình lấy lá á, lấy cái gốc của nó nè, lấy cái đọt của nó chứ, tàu hũ, lấy tàu hũ xả để mình cháy chung với tỏi với ớt với lại sa tế, lát nữa mình để vô cái nồi nước nước lẩu của mình cho nó thơm nó ngon mà nó không có bị tanh cá nữa. Cá thì lúc nào cũng tanh nhưng mà con cá nuôi á thì nó sẽ chắc chắn là nó tanh hơn con cá ở ngoài sông nhiều rồi, cá thiên nhiên nó ít tanh lắm. Nhưng mà nó cũng ít nhiều gì thì nó cũng phải có mùi tanh, nó mới là con cá. Cho nên mình phải có xả nó mới thơm. Mình bật lửa lên, bây giờ mình sẽ cháy tỏi với lại cháy xả. Tỏi này thì mình mới vừa sắt xong, mới vừa bằm xong. Giờ mình để vô luôn. Với xả thì lúc nào mình cũng phải để tỏi vô trước hết á, tại vì xả nó mau hơn tỏi. Thơm rồi đó. Rồi, tỏi nó hơi hơi vàng vàng á, cái bắt đầu mình để xả vô, xả này mình mới vừa bầm nè, ngon ghê chưa? Vô viên quá, thôi ăn thôi, ăn tao đâu bắt mày ăn đâu. Mày nghe tao không nghe. Mở mà dục, mở cá ngon gần chết mà đi. Đây là dì này là mẹ của anh Tân. Nhà dì sát bên đây luôn hả dì Phong dì? Còn nhà sau lưng này? Dạ. Mặc quần mặc áo.
Dì ba thì cắt làm rau, chị Hỷ làm cá, mình lo cái nồi nước lẩu. Đây là nấm, nấm mình có để mình để vô nồng nồi lẩu cho nó ngọt. Mà mình phải xào nha, nấm mình xào thì nó mới thơm, nó không có bị hôi. Đây cái nồi nước lẩu của mình nè. Đó, nghe có tiếng chim cu gái rồi đó. Quá ngon luôn. Nồi lẩu quá ha. Đây, nấm nổi màng màng. Ngon lắm rồi, vừa ăn rồi. Cá xong rồi, rau xong rồi, chị chuẩn bị dọn lên ăn là được rồi. Lẩu xong rồi. Sao không bỏ còn vô nữa? Sao bỏ rồi. Sao bật lửa đi. Bật lửa đi nữa. Vậy hả? Bỏ ra con. Uống nhiều không Khánh? Hả? Uống nhiều. Không, mấy anh uống gì mấy nữa em không uống. Không có hả, mua uống nhiều không? Ờ, 2 kg lận. Đủ. Giờ trong bao tử thằng con ổ bánh mì á. Đủ mà. Ngon lắm. Hả? Mấy anh này nói cái dạng mớp mà khi mà nó sắp tàn rồi á thì nó ra cái lá nhỏ mà cái trái nó ra cũng nhỏ xíu à, nhưng mà mấy cái đó là ăn ngon tại vì nó ngọt. Kêu bằng mớp đĩa tại vì nó nhỏ nhỏ giống như con đĩa nó đeo vậy, nó nhỏ mà nó quấn quấn phải không? Mày xạo mày quá mày ơi. Nhỏ xíu hả anh ơi. Tay ngon quá lớn. Cái tay gì tới tập bắp vậy? Thấy không? Nó dài nhiêu vậy thôi chứ không phải dài thôi. Cái mút mút vậy thôi là mút gì đó. Khi nó già rồi nó mới có cái lần mới. Đây nồi lẩu xong xuôi hết rồi. Ngon lắm luôn. Nhìn là. Lẩu ngon lắm. Thấy ngon. Lên hả? Lên ăn không? Không được nhậu. Uống được nhiêu uống. Anh Tân vô anh Tân. Gì ơi? Nên ăn miếng với tụi con gì ơi? Chủ yếu là vui là chính thôi chứ ai uống thì uống. Không phải nồi đi con lao mà con không đi đêm được chứ còn con... mày biết đường chỉ đường đi phải không? Nhưng mà con không có con đi là không có. Giờ này cũng là 5 giờ mấy chiều rồi. Không chị thấy. Con lao mày xong lớn câu dưới chỗ biển. 5 rưỡi rồi. Thiết nữa. Thì 5 giờ sáng mình đi rồi trưa mình câu rồi chiều là có cá ăn rồi. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Hương vị đồng quê YouTube. Dạ. Nhưng mà 3-4 ngày nó mới có nha chú. Bên này có uống bì không? Không. Không uống không? Không. Bên đây chích không chứ không có uống. Rồi mời các bạn nha. Cá dữ lắm nha, như quả. Nhóc. Ở thôi, đoạn nào à? Nếu bà đọc á, ở đoạn nào? Vô ăn đi vô. Cây xăng 3 giò đi, chạy thẳng vô, có ném cây xăng luôn á. Cầu gần cầu đập lá rồi đó. Ăn lẩu này con. Đạt nha Đạt, ăn thử ngon Đạt. Vô đi mày. Có điện mấy củi không? Lên không? Quay cái rồi. Giờ là bắt đầu mình mừng chiến thắng hả? Giờ là mình hưởng cho mình nè, còn hồi sáng ai cũng được khổ rồi. Dạ. Chú mình nè, tới giờ chú có đi câu không? Dạ. Nó ăn được không chị Thủy? Ăn được không vô? Anh Bảy ăn thấy được không? Em Niêm á. Đang ăn. Dở thì nói dở nghe. Để rút kinh nghiệm lần sau. Ngon. Nếu lần sau có nhiều cái như vậy nữa.
Sao nó đâu quay mình ăn hết. Ăn đi, em không sợ. Cái chim nó để chim ngon lắm, chim giòn á. Em ướp rồi hả? Em ướp rồi, nãy em sợ nó hư em ướp rồi. Chiên ngon á. Ướp để chiên. Đây là cái chén của mình nè. Giờ mình ăn. Giờ cũng nó bụng lắm rồi, sáng giờ ở trong bụng có nửa ổ mì với lại có nửa đòn chả luôn. Chứ không có gì á. Lại là mấy ông la liền không cần xuống. Đời nào ta ra đó ta ở còn lính thôi. Ra là mấy anh ơi. Dắt ra để em bỏ cái khác vô. Bỏ đầu bắp tới rồi. Anh Tâm. Chú ơi, tôi chén con mấy gà. Được rồi, chạy ra cửa mày đem mấy ra ngoài cũng cưng á. Dạ, bạn cứu ba. Để tự anh gấp đi. Bữa uống cụ á. Dạ. Uống cụ anh ra cái trời. Cảm ơn tôi cháu ba. Dạ. Hồi sáng giờ đi câu, cái giờ đói bụng lắm. Ăn thấy cái gì nó cũng ngon hết trơn. Ngon thiệt, cái bụng đói bụng thiệt luôn á. Đây là cái bụng của con cá bà Sa. Mở thông à, ngon lắm. Chấm nước mắm nha. Bụng đó mở. Nhiều. Hai đĩa hành tâm. Câu hai đĩa hành đẩy. Ngon lắm luôn á, cá này nó không có tanh. Chừng nào cũng về mình. Chừng nào chán về à. Ăn đi hướng bởi. Bà đâu ăn cá. Gì vậy? Vậy mất con đã hả? Cái mỡ của con cá nó thơm mà nó béo nữa. Cá không ăn cá viên chiên. Ừ, nó đậu lắm. Cá chiên ăn quá học không? Ăn để rồi nó ăn xong. Cái thì người ấy bỏ vô lại ăn cá nguyên thâu nguyên mà. Cay không, nước nó cay không? Nó lớn. Cô cậu với ngâu. Vậy rồi. Thằng ngâu. Thế là mỡ. Thả lại mẹ ơi. Thả nó thêm đi. Thả lại vô đi, cái hội chính. Đậu bắp phải không? Mớt nữa nè. Mớt nữa nè. Bếp này mất nhà. Ây da, khổng. Gì vậy? Cá thì cá thiên nhiên. Rau thì trong nhà. Để thì nhất ăn thì mẹ bỏ gì thêm. Cậu gì không có ăn cá hả gì? Không. Không. Nhà nuôi khó à. Cho nên cái nước lẩu á ăn ngọt lắm. Kéo điện thùng rồi. Thôi đó, mình hát lâu. Mình câu vô không? Cầu chung ở tốt bình phố bà dù số về tắm rửa rồi chạy tới qua. Rồi được rồi. Cũng nhiệt tình. Ừ. Mấy đứa em ướp. Mình nói có điện á, anh Phụng qua không? Qua đang trên đường đi á. Dạ. Đi không biết với ai nữa, người hay người. Ừ. Múc con miếng nước vô là bỏ cá vô nha. Ai đã thôi cô ba mua cho. Anh Phụng á thì nhà nó bên Phú Túc luôn. Cho nên ảnh nãy anh chạy về nhà anh tắm rửa. Tắm rửa xong rồi ảnh mới rủ bà anh qua đây chơi luôn. Nhưng mà ảnh đang ở trên đường qua. Sao chưa? Thôi rồi nó hỏi à. Từ ở bên Phú Túc. Anh Bảy. Ăn chưa? Mà bụng chết luôn. Ăn nhiều đi Vũ. Là đi khoảng nửa tiếng đồng hồ anh. Chú ạ. Lấy cái này cái ba chục cây số rồi bản ngoài á. Bán cá thiệt. Dữ không? Anh này lấy ra Minh Bình. Mình Bình Phú rồi nhưng mà Phú Túc. Vậy hả? À, tên đó là 7 năm cây gì nữa. Dạ. Vậy là 30 cây số. Đi chắc cũng phải là 45 phút tới. Ông đưa đi lấy đi. Ở dữ lắm cá. Nhiều lắm. Rồi. Người mình ăn ký lô á. Tiêu chuẩn á. Ai giờ hết á. Giờ ăn ký cá nha. Được, bình được rồi. Nãy là thấy
đi bỏ nhà lâu quá sợ miếng gà quậy nó xúc chuồng ra đá lộn chứ thôi ở tới giờ mà về tối mệt chứ lắm. Tại nói với mình ví dụ như ở giờ này về tới đây nửa đêm lụp chụp mà tại vì sớm nữa mình đi nữa. Anh bỏ lắm đó, mình câu bữa nay nữa thôi nhưng mà bữa khác mình đi nữa. Chứ giờ ở bển ham cá mài cho tới chiều rồi về đuối chứ. Nếu mà câu ở bển còn câu nữa là sẽ có cá nữa đó. Còn ăn nữa, nó rộng chút xíu nữa là nó ăn đợt nữa. Nãy tôi lấy được bên câu rồi bắt đầu có ở đâu có nó bị gom lại. Vậy là chú không tin tôi con câu. Không tin. Tin. Nhưng mà ví dụ như nói giới mức độ ví dụ 10 kg thì nó chừng 8 kg vậy. Dạ. Gom đâu chứ không phải không tin. Có vậy. Tại chú thấy tụi mình câu nhiều quá. Đi có mình nha, ảnh một câu một chỗ một câu 2 ngày 70 kg. Trời ơi. Vậy sao anh vác gì cho nổi? Cái thùng này nè. Là đầy một thùng ha, là đầy nắp ha. Kèm theo 2 cái túi xốp của dưới bàn ta cho nó đem về. Đem về rồi là mấy bà vòng súng lại mặn sẽ khô hết luôn chứ mặn chiếc nó sình. Bà ở đây có rau mà. Cá này hả? Cá đủ loại tên là cá chim rồi cá lăng. Tủ lạnh là kêu mình không còn chỗ chứa luôn á. Bà hai bóng đèn hả bà? Mới mua đèn này đứt rồi. Cái ông bắt nó bị vô thấy rồi không biết mở rồi. Bà đó túng là vì lý do vậy nè. Cái ông đó ở bển con ông đó giờ lấy cái đuôi kéo như lấy đỡ. Khó lắm cái bèo của ổng là không có ai lợi đâu nữa. Bữa đó nhậu với ổng hết thùng bia cái là ổng thử quay chơi đã. Và bữa nó ông cho tôi xuống bè tôi câu một bữa một nha, ổng là ừ cho mày xuống một bữa thôi á. Là tình nghĩa dữ lắm đó nha. Đem qua cho ổng cả 2-3 kg cua biển vậy á. Trời ơi. Rồi mua bia xuống nhậu ổng đấy, thiệt mà cái bè ổng cứ bằng cá. Cũng chứ bị không ai câu nào giờ luôn, không cho ai. Cậu với xong cũng không cho luôn. Đứng gần cũng không cho luôn. Ừ, không có lại gần là ông đuổi đi hết nè. Rồi bữa đó anh dụ ông tặng thùng bia. Cho ông mấy cái cua biển nữa nhậu xong rồi ăn qua bữa sau qua câu được 2 bữa. Lại ông có đầu hai bữa là 2 bữa nha, qua mấy bữa sau xuống nha. Viết tay lái luôn hả? Ông lấy viết con vẽ tên cái tấm vết đó, không cho lại mẹ. Quá giờ cặp vô vậy nghe ông hỏi hai chữ gì không? Ơi ơi. 2 bữa là 2 bữa. Ơi ơi. Nhân tài à. Ăn đi. Phải nói là ông đó là ở bên đó là nổi tiếng luôn khó á. Thôi anh vô ổng ăn cũng hay dữ. Không, đầu tiên tân là anh qua là anh quen với cái ông bạn của ổng. Mà anh biết cái bài cá của ổng là cá nhiều. Vụ ông kia điện thoại ông xuống nhậu. Bài trong này nhậu á là ông đầu mới vụ kêu điện ổng xuống, ổng hiểu phá nhậu lắm. Xuống đầu nhậu xỉn rồi bắt đầu mới mình đi xin là bữa nào anh cho em lên bè anh lên câu một bữa 2 bữa thôi à. Cái ông là ừ. Là nhiều đó vậy là bữa nào mình biết rồi, bữa nào mình gửi ai thỉnh mình vô rồi lắm chính cho mình qua ông nói không cho mà ông lấy phấn vẽ lên tinh tấm vách á. Vậy hả? Ờ cái mình mới giờ lối xuồng vô cái ông nói mày thấy chữ gì không trong câu cá hả? Cái ác độc thiệt chứ ngay bộ à. Ừ còn mấy ông kia là thôi vô tư lên tạo cái tế đó lên cơm nước rồi tao nấu sao nhiều quá anh ta tới giờ kia ông cơm cú lạnh rồi lấy nước uống rồi giống rồi nè cái kia thì tử tế gì vừa thôi thôi đến nhiều quá lấy hồi nó xong ăn đi á này tính dậy vô dùng em của em hôm nay chắc tháng mấy tối vậy không anh 26 cơm ủa ăn anh mẹ quá. Nãy em cũng giật được con. Qua đây nè ngồi đánh cái kéo. Ừ cái hồi giật em thấy mà. Ham ha. Bây giờ chứ ăn không ham bằng câu dính. Còn bạn em câu đương nhiên. Giật dính được 2 con á. Làm sao dính được 2 con? Không biết sao nó chạy á, giật lên với chạy á. Nó kéo lên cái sau máng lưỡi con kia luôn 2 con lượt. Hay ha. Đồng á, hay gì. Ông xíu em ra chụp hình làm kỷ niệm luôn á. Đây là anh Tân, quên giới thiệu. Đây là anh Tân, chủ nhà. Chủ nhà. Đội tuyển hả? Đội trưởng. Đội trưởng hả? Đội trưởng đang ăn nhậu à? Đội trưởng nhậu, vô cái vậy. Bỏ thêm đi ha. Gấp nè. Ủa, không về hả? Anh Phụng thì ảnh mới vừa xuống tới á. Ảnh đem lâm chôm xuống nữa. Anh đem nguyên bịch lâm chôm tặng nữa kìa. Mà được
Anh Thuận, nhà anh ở gần trên đó, ngày nào anh cũng đi câu không? Không, lâu lâu anh bán vỗ mới đi, chứ đâu có dám đi đâu. Không có phải nói là câu hoài, anh chẳng lên biết. Anh câu con cá bự nhất, được nhiêu ký? Bảy ký mốt. Dạ. Bảy ký mốt. Anh Bảy, anh câu cá 16, 17 ký mấy rồi. Cá gì? Anh Bảy nè. Anh Bảy câu cá gì anh Bảy? Đếm. Câu cộng luôn mình nè. Dạ hả? 17 ký 6. Ghiền cá đó anh làm gì ăn? Cũng nhậu y về nè. Đi nguyên phải đòn đi hai ghe lần bữa đó. Bữa nãy lòi cắm nhậu lại xong luôn hả? Một cặp mà bắt được con cá... to là con kia lôi gãi bắt máy luôn. Bữa đi thầy sự á, thầy sự ôm câu thằng anh thì lấy dây gàn quấn cái máy lại, xích cái máy ra luôn. Sao xích cái máy? Gọi hồi cuối cùng lại xích luôn cái cộng nhợ. Con nào xảy bằng cái đầu cái con đó đó. Con đó là xích bắt máy mới đậu, nó bị xích bắt máy xong rồi lấy dây gàn quấn rồi hồi bị đứt dây luôn. Quấn vô nào còng luôn mà. Lên bãi cắm đậu xong luôn hả? Có không? Đó. Nổ ghê. Cắm đậu xong luôn. Giờ cắm tự chết giờ ôm vậy nè. Cái máy chúng toàn tay cầm cái máy lên tay luôn á. Anh Bảy, cái sợi nhợ bự không? Nhợ bằng nhợ nãy mình câu á. Vậy mà dính hả? Nó không đứt hả? Nhợ nhợ của Mỹ á. Hả? Nhợ đó tải được cá 25-30 kg luôn rồi. Nó có thông số kỹ thuật đó. Nó nhưng mà nếu mà kỹ thuật câu mình khéo á, mình biết nương đó thì có thể bắt cá được 4 kg luôn. Nhờ nó giờ dây giờ nó hiện đại lắm, dữ lắm. Mức đâu đất nổi đâu. Bảy cha con nổi kìa. Người ta thường hay nói với nhau á là đói á thì cái gì ăn cũng ngon, còn no thì sao cũng được. Mình không biết là cái nồi lẩu này tại vì mình nấu nó ngon, hay là tại vì con cá nó ngon, hay là tại vì mình đói quá mình ăn ngon. Nhưng mà thật sự là mình thấy cái nồi lẩu này nó ngon lắm. Tại vì cái nồi lẩu này là công sức của tụi mình đi câu từ hồi sáng tới chiều luôn. Mình cũng cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như các bạn thích thì nhớ like và chia sẻ cho Khánh nghe. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi tối thiệt là vui vẻ.